Ở nên đi lên đồi có mệt không? Con rắn đâu? Con rắn đâu? Từ 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 con rắn đâu? Từ 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 để bố nhìn thấy đã. Đó, nó đi rồi. Đó. Con chặn đầu được không? Đâu? Chắc nó chui trong này rồi. Ôi nó chui vào rồi đi. Bạn Nana bố cho bố hỏi quả gì đây? Quả bú sữa. Đúng rồi, quả bú sữa. Đã chín chưa? Chưa. Chưa chín hả? Thế nếu mà nó chín thì ăn như nào nhỉ? Ngọt ngọt đúng không? Khi nào nó chín bố cho con chảy ha. Đây có bú sữa nhỏ đấy. Ở đây thì mềm rồi nè. Chưa chín đâu. Mấy hôm nữa nó chín. Cho bố đứng tiếp có chín không? Mấy ngày nữa. Rồi quét để con vào đây này. Đó, quét lá đi để bố đốt cho. Để sau này nó sạch sẽ thì mới nhìn thấy quả điều mà lượm chứ. Không. Quét đi. Đây để anh quét cho. Đó, quét còn vào nhá. Quét còn vào thành đống như này nè. Đó, để tí nữa chị đốt. Được, quét vào đây cũng được. Đó, quét gọn vào. Vừa nãy neo lên đây có mệt không? Có. Có mệt hả? Tí về bố cho uống nước. Nước gì? Nước chanh. Yeah. Ở lớp đã được uống nước chanh rồi. Ở nhà vẫn được uống nước chanh. Thấy không? Ở lớp cũng có nước chanh hả? Dạ. Ở lớp được uống nước chanh. Vậy hả? À, chỉ có quét đi. Nãy giờ con quét được mấy đống rồi? Một đống rồi lại hai đống hả? Rồi, chỉ có quét đi. Khi nào quét được 3 đống, 4 đống thì bố thưởng cho một cốc nước chanh nhé. Trời, anh Nam lười ghê, đứng chơi kìa. Không chịu khó làm gì cả ha. Cười gì ạ? Đây nè, quả điều này sắp chín rồi đây nè. Đó, thấy không? Khi nào nó to nó vàng à? Một đống như em đây nè. Quét lá nè. Đó, quét lá cho sạch sẽ gọn vào nha. Quét lá cho nó cháy hết đi để ấy nha. Rồi, chạy ra. Đứng ra. Rồi, con đứng lên đây. Đó, anh Na đang đốt lửa để cho nó cháy lá khô đi để cho dãy cho sạch sẽ đấy. Thôi được rồi, kệ đi. Đứng ra đây. Tí nữa. Con lại con đốt nha. Ừ. Nhưng mà con đốt. Rồi con quét đi. Con đi đốt đây. Gì vậy? Rất cái gì á?
đồi núi bao la này. Có thấy mệt không? Không. Không mệt á trời, giỏi dữ hả? Thấy khói to. À, đang làm nào.